Ở chẩn đoán hình ảnh, xin mời tiến sĩ Nguyễn Thái Bình, báo cáo viên can thiệp điều trị hẹp đường mật khu trú trên bệnh nhân sỏi mật bằng laser bốc hơi tuy-li-om. Xin mời. Dạ, em xin kính chào các thầy cô. Sau đây em xin trình bày bài báo cáo về can thiệp điều trị hẹp đường mật khu trú trên bệnh nhân sỏi mật bằng laser bốc hơi tuy-li-om. Như ta đều biết thì sỏi mật là một bệnh lý rất thường gặp tại Việt Nam, chiếm từ 3 đến 6% trong các nghiên cứu đã báo cáo tại Việt Nam, và trên đây là các yếu tố nguy cơ. Các yếu tố nguy cơ thì ảnh hưởng đến quá trình hình thành tạo nên sỏi mật và từ đó hình thành cái quá trình nhiễm khuẩn viêm, cũng như là dẫn đến một cái yếu tố bất thường về giải phẫu, đấy là hẹp đường mật, từ đó làm giảm lưu thông cái dịch mật, dẫn đến là xơ gan và teo gan khu trú, rồi từ đó lại hình thành sỏi mật. Đây là một cái vòng xoắn bệnh lý mà chúng ta cần phải cắt đứt. Về phương pháp điều trị sỏi thì đã có rất là nhiều phương pháp khác nhau. Thì hiện nay phương pháp tán sỏi mật qua da bằng laser là phương pháp được áp dụng tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và cũng như một vài cơ sở trong cả nước. Đây là cái quá trình tán sỏi qua da bằng laser, và đây là cái đường hầm, đường cổng cho em tán sỏi sau khi tán sỏi. Thì hẹp đường mật lành tính được định nghĩa là tình trạng hẹp đường mật khu trú hoặc là lan tỏa đường mật và không do nguyên nhân ung thư. Có rất là nhiều nguyên nhân khác nhau mà gây nên hẹp đường mật lành tính. Về điều trị hẹp đường mật thì theo em tìm hiểu thì có nhiều phương pháp, trong đó có hai nhóm chính, đây là nhóm phẫu thuật và nhóm không phẫu thuật. Ở nhóm không phẫu thuật thì có nong qua nội soi hoặc là qua da hoặc đặt stent, và cái phương pháp đốt laser bốc hơi thì là một phương pháp hoàn toàn mới. Laser thulium là một loại laser có bước sóng 1940 nanomet và được ứng dụng rất là nhiều trong các kỹ thuật đốt bốc hơi mô mềm, ví dụ như tiền liệt tuyến, amidan hay là các sử dụng trong phẫu thuật thẩm mỹ. Và cái đặc điểm của laser thulium là cái khả năng cầm máu tốt hơn rất là nhiều so với laser holmium, lần đầu tiên được ứng dụng cái đốt mô thành đường mật tại Việt Nam. Về giải phẫu thì chúng ta đều biết là đường mật trong và ngoài gan luôn luôn đi song song với động mạch gan và tĩnh mạch cửa trong một cái bao sơ gọi là khoảng cửa, và có thể xác định được tương quan giải phẫu của các cấu trúc này trên hình ảnh của cộng hưởng từ. Đây là hình ảnh cộng hưởng từ, chúng em dựng hình theo các cái hướng khác nhau để xác định vị trí tương quan giữa đường mật và mạch máu ở trong gan, đặc biệt là vùng rốn gan. Kỹ thuật điều trị hẹp đường mật bằng laser thulium thì mục đích là làm rộng đường mật, làm cải thiện lưu thông dịch mật và hạn chế tái phát sỏi và hạn chế ứ mật khu trú, dẫn đến là teo nhu mô gan khu trú. Về nguyên lý là sử dụng cái khả năng bốc hơi mô mềm của loại laser này. Trên đây là các cái chỉ định và chống chỉ định. Về quy trình kỹ thuật thì phương pháp này được thực hiện sau khi lấy hết sỏi hoàn toàn và xác định vị trí hẹp, mức độ hẹp và chiều dài đoạn hẹp, từ đó là đánh giá tương quan giải phẫu giữa đường mật với các cái mạch máu, rồi tiếp cận đến vị trí hẹp sinh thiết nếu như có chỉ định đốt hẹp đường mật qua da, và từ đó kiểm tra cũng như đặt sông dẫn lưu định hình, chúng em rút sông sau 7 đến 10 ngày. Về đối tượng phương pháp nghiên cứu thì trên đây là các cái tiêu chuẩn lựa chọn những bệnh nhân nào có hẹp đường mật lành tính trong và ngoài gan, có tính chất hẹp khít và khu trú dưới 30 mm, và vị trí hẹp từ các vị trí của nhánh hạ phân thủy đến cái ống mật chủ thì sẽ được can thiệp đốt hẹp đường mật qua da bằng laser thulium tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Thì những bệnh nhân nào thỏa mãn các cái điều kiện này thì được lấy vào nghiên cứu. Trên đây là tiêu chuẩn loại trừ những trường hợp nào có hẹp đường mật ác tính, hẹp đường mật do viêm sơ lan tỏa, bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu cũng như là bệnh án không đầy đủ thông tin thì được loại trừ. Trên đây là đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Về đặc điểm chung của nghiên cứu thì số lượng bệnh nhân trong nghiên cứu này là 15, tuổi trung bình là 46,6 tuổi, nữ gấp 2 lần so với nam giới, và tiền sử mổ sỏi mật là 8 trên 15 trường hợp. Bệnh nhân có số lần mổ nhiều nhất là 11 lần. Về đây, trên đây chính là các bảng về đặc điểm về mặt lâm sàng và xét nghiệm, thì cái này em xin không trình bày ở đây. Về sinh thiết thì có những trường hợp bệnh nhân có CA19-9 tăng, đường mật hẹp sần sùi và có biến đổi màu sắc đường mật, đặc biệt là màu trắng. Thì chúng em đã lấy theo một cái nghiên cứu được thực hiện năm 2000, một nghiên cứu gần đây có một cái guideline, thì chúng em tiến hành sinh thiết đường mật thì cho tỷ lệ gặp ung thư là không gặp trường hợp nào, sinh thiết 5 trên 15 trường hợp. Trong cái nghiên cứu này thì vị trí hẹp đường mật gặp chủ yếu là các cái vị trí, các cái nhánh lớn, đấy là hẹp ống gan phải, hẹp ống gan trái, hẹp đường mật và hẹp ống mật chủ. Còn hẹp đường mật trong gan chỉ có 2 trường hợp, chiếm 13,3% các trường hợp mà thôi. Đây là bệnh nhân nữ 36 tuổi thì có rất là nhiều sỏi khu trú của cái đường mật gan phải. Và sau khi lấy hết sỏi hoàn toàn thì chúng ta thấy là bệnh nhân có hẹp vị trí ống gan phải kết nối với ống gan trung ở vị trí ngã 3,
Và đây là quá trình sau khi đốt laser bốc hơi thì chúng ta thấy là cái đường mật đã được giải phóng. Thế còn ở vị trí ở đây một trường hợp bệnh nhân nam 35 tuổi có viên sỏi nhỏ đồng thời là có hẹp ở đoạn thấp của ống mật chủ. Bệnh nhân này sau đó được đốt hẹp đường mật bằng laser bốc hơi thì cho thấy là đường mật lưu thông rất là tốt. Về đường tiếp cận thì trong nghiên cứu này thì tất cả trường hợp đều có tán sỏi, bởi vì thực hiện sau khi tán sỏi qua da cho nên là tất cả trường hợp đều tiếp cận qua đường xuyên gan, qua da xuyên gan. Chúng em tiếp cận qua đường mật gan phải trong 73,3% các trường hợp và đường mật gan trái trong 26,7% các trường hợp. Một số các tác giả trên thế giới thì có cái sử dụng đường tiếp cận ngược dòng qua RCP hoặc là tiếp cận qua cái đường hầm ke. Về hướng đốt thì chúng ta hình dung là cái đường mật trong gan chúng ta chia ra thành các cái múi giờ khác nhau hoặc là chúng ta chia thành các cái góc khác nhau thì đốt ở phía bờ trên và bờ trước là trong 33,3% các trường hợp, đốt ở bờ trên trong 26,7% trường hợp, đốt ở bờ trên trong 6,7% các trường hợp và đốt toàn bộ chu vi, đốt vòng quanh chu vi trong 33,3% các trường hợp. Tại sao là như vậy? Bởi vì chúng ta thấy là động mạch gan và tĩnh mạch cửa nó sẽ nằm ở một vị trí nào đó so với cái thành đường mật này. Do vậy chúng ta cần phải xác định trước trên hình hành cộng từ và chúng ta tránh các cái hướng đó để chúng ta không đốt vào mạch máu. Và đã có một cái nghiên cứu được thực hiện thì cho thấy là đây là hình ảnh của bệnh nhân trước sau khi đốt. Em xin lỗi. Đây là cái hình ảnh của bệnh nhân trước đốt thì có hẹp đường mật rất là nhiều. Chúng ta không thể đưa được cái cổng tán sỏi đường kính 5mm qua được. Nhưng mà sau khi đốt thì cái đường kính của vị trí hẹp đã được cải thiện. Cũng như là bệnh nhân được chụp lại hình ảnh đường mật 3D thì cho thấy là cái vị trí ống gan trái đã được cải thiện rất là rõ rệt. Đây là một nghiên cứu khác của một tác giả nước ngoài gần đây thì cho thấy là cái động mạch gan phải nó có cái xu hướng là đi ở phía bên phải và phía dưới so với cái đường mật màu vàng. Động mạch gan trái thì có xu hướng là đi ở phía dưới và phía sau của ống gan trái. Do vậy đây là cái cơ sở để chúng em tiếp cận và xác định cái hướng đốt cho bệnh nhân. Và đồng thời là xác định cái vị trí giải phẫu, tương quan vị trí giải phẫu trên hình ảnh cộng từ. Về đường kính của đường mật sau đốt thì tùy theo cái khẩu kính của các cái đường mật bị hẹp, ví dụ như các cái nhánh ở trong hạ phân thủy, ở trong gan thì chúng em thường là đốt làm mở rộng cái đường mật chỉ đủ để đưa cái cổng tán sỏi 5mm qua mà thôi. Thế còn với những vị trí ở vùng rốn gan hay là vùng các cái nhánh đường mật lớn thì chúng em sẽ có xu hướng là đốt rộng hơn. Thì cái tỷ lệ tất cả các trường hợp đều được cải thiện đường mật, hẹp đường mật rất là tốt. Và trong đó thì cái đường mật có đường kính 4-5mm sau khi đốt là chiếm 40% các trường hợp. 5-10mm là 33,3% các trường hợp. Và từ 10-15mm là 26,7% các trường hợp. Cái thời gian can thiệp trung bình ở trong nghiên cứu này là 83 phút. Và chúng em nhận thấy rằng là đối với những trường hợp mà sử dụng laser bốc hơi thulium thì cái công suất nó, chúng ta có thể tùy chỉnh công suất từ 0 cho đến 100W. Do vậy chúng ta cần phải đốt ở mức độ vừa phải. Làm sao khi mà cái công suất nó quá lớn thì có thể làm tổn thương cái động mạch. Và với những cái vết thương động mạch lớn thì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng cho bệnh nhân. Chúng ta đốt chậm và đốt với công suất nhỏ thì sẽ an toàn hơn. Tỷ lệ tai biến trong nghiên cứu này là 0% các trường hợp. Đây là ví dụ một trường hợp bệnh nhân nam 49 tuổi có rất nhiều sỏi đường mật trong gan phải, trái và ống mật chủ. Thì sau khi lấy hết sỏi hoàn toàn thì chúng ta vẫn thấy là đường mật bị hẹp ở vị trí ống gan phải. Và trên đây là hình ảnh nội soi của bệnh nhân. Thì cái vị trí ống gan phải nó hẹp rất khít. Thì chúng em đã tiến hành đốt bằng laser bốc hơi thulium ở góc trước và góc trên. Thì cho cái kết quả về mặt đây là hình ảnh trong quá trình đốt. Và đây là hình ảnh của hình ảnh chúng em chụp 3D lại thì chúng ta thấy là cái vị trí đốt, vị trí hẹp đường mật đã được cải thiện rất là rõ rệt lên đến 9mm. Theo một nghiên cứu khác được thực hiện năm 2019 trên 15 trường hợp thì đốt đường mật hẹp bằng laser holmium thực hiện đối với những trường hợp hẹp của các nhánh hạ phân thủy là 10-15, tức là 2/3 các trường hợp. Và hẹp ống gan phải là trong 1/3 các trường hợp.
thì đây là một cái nghiên cứu thực hiện đầu tiên trên thế giới mà đốt các cái nhánh chủ yếu là các nhánh đường mật trong gan, thì cho thấy cái tỷ lệ thành công là 100% các trường hợp và 73% các trường hợp không tái hẹp sau 2 năm, 67% các trường hợp không tái hẹp sau 5 năm. Thì cái nghiên cứu của chúng em còn hạn chế là chưa có cái sự theo dõi và đánh giá dài, đánh giá lâu dài. Thì tóm lại thì đốt hẹp đường mật bằng laser bốc hơi thulium là phương pháp khả thi và an toàn. 100% các trường hợp thì hết hẹp hoàn toàn sau khi can thiệp. Và hướng đốt chủ yếu chúng em nhận thấy và rút ra được ở trong nghiên cứu này có ý nghĩa, đấy là đốt ở bờ trước và bờ trên là cái hướng đốt tốt nhất. Cần có cái kết quả theo dõi lâu dài và so sánh các phương pháp khác cũng như là có cái nghiên cứu đối chứng. Em xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn báo cáo viên. Tiếp theo đây là có thầy, mời thầy Bảo Long, một chuyên gia về gan mật, thầy cho ý kiến và câu hỏi. Xin mời thầy. Vâng, báo cáo thầy chủ tịch hội đồng và các thầy trong hội đồng và quý vị đại biểu, phải nói đây là một cái báo cáo rất là hấp dẫn. Trong cái báo cáo này thì tác giả đã cho chúng ta thấy là một bệnh nhân mổ đến 11 lần. Và lý do gặp mổ nhiều lần trong sỏi mật, nguyên nhân chủ yếu mà chúng ta gặp khó khăn đó là sỏi sót và sỏi tái phát, mà nó hầu hết nó liên quan đến hẹp đường mật. Và cái đề tài nghiên cứu về điều trị hẹp đường mật trong bệnh lý sỏi mật thì không nhiều. Và tác giả đã đề cập một phương pháp mới mà chúng ta thấy rất là hấp dẫn. Tuy số lượng bệnh nhân thì chưa nhiều, mới có 15 bệnh nhân thôi. Thế nhưng mà kết quả sớm thì rất là khả quan, không có tai biến chứng gì mà đáng phải lưu ý cái trầm trọng xảy ra cả. Và đây là một báo cáo rất là tốt. Thì tôi thấy là có về một câu hỏi nó liên quan đến cái tình huống mà có thể gặp phải. Trong cái đề tài này tác giả sẻ hẹp chủ yếu là ở bờ trước và bờ trên. Thế thì để mà tránh cái tổn thương của động mạch gan và tĩnh mạch cửa. Thế thì trong những trường hợp mà không có DSA ấy, thì địa phương khác thì có triển khai được không? Và nếu triển khai thì kinh nghiệm của tác giả khuyến cáo là như thế nào? Thứ hai nữa, trong trường hợp nếu như là sẻ hẹp mà nó chảy máu thì tác giả sẽ dự kiến các tình huống xử trí như làm sao? Xin hết. Dạ. Vâng, em xin cảm ơn câu hỏi của thầy Long. Đây là một cái câu hỏi mà chúng em cũng rất là trăn trở, ví dụ như là trong trường hợp mà tổn thương cái động mạch gan cũng như là tĩnh mạch cửa thì phải làm thế nào, bởi vì nếu như máu chảy ra vào trong lòng đường mật thì thứ nhất là chúng ta không còn cái phẫu trường để chúng ta xử lý cho bệnh nhân nữa, và thứ hai nữa là chúng ta đều biết là nếu mà chảy máu từ động mạch gan thì đấy là một cái tai biến cực kỳ nặng nề, bệnh nhân có thể tử vong ở trên bàn, tụt huyết áp. Thì với những bệnh nhân đầu tiên thì chúng em đã có những cái dự phòng, tất cả những cái vật liệu can thiệp nút mạch đều phải để sẵn sàng. Khi mà có chảy máu thì chúng em sẽ tiến hành chọc động mạch đùi và luồn vào động mạch gan xử lý ngay. Thế còn đối với tĩnh mạch cửa thì hiện nay thì cũng chúng em cũng có một vài cái trường hợp thì chúng em đã tiến hành nút tĩnh mạch cửa. Em xin lỗi là đã từng tiến hành rất nhiều là cái nút tĩnh mạch cửa để điều trị gây phì đại gan trước phẫu thuật. Thế nhưng mà để nút tĩnh mạch cửa để cầm máu trong quá trình tán sỏi thì chúng em cũng có một vài cái kinh nghiệm. Do đó là với những cái cơ sở mà không có DSA thì thực hiện phương pháp này trong trường hợp xảy ra tai biến chứng thì cũng chắc là cũng chỉ còn mỗi cách là phẫu thuật. Thì đấy là cái xử lý tai biến chứng trong trường hợp chảy máu. Dạ, em xin đấy. Cảm ơn báo cáo viên. Tiếp theo xin mời một cái báo cáo.